Đây là tuyến đường Lê Đắc Trung. Dọc tuyến đường này thì hầu hết là các hộ gia đình đang tự kinh doanh, các mặt bằng là vừa kết hợp là nhà ở kết hợp với thương mại, không có một mặt bằng nào đủ tiêu chuẩn. Với diện tích của bên tuyến Mắc Cộng, thường thường các mặt bằng ở đây thì chỉ dao động tầm 3,5 mét đến hơn 4 mét. Như chỗ hiệu thuốc Long Châu khi nào cái mặt bằng mà nó đủ mặt tiền nhưng mà khá là lông, và cái mặt bằng hiệu thuốc Long Châu kia thì bên FPT đang gom lại 3 nhà thì mới đủ được cái diện tích. Mặt bằng có size rất là bé và lông. Đây là lối vào của chợ Leo. Thì thực tế thì từ cái vị trí cổng chợ Leo này đến cái mặt bằng mà Lê Đắc Trung mà đã trình thì chỉ có trên 100 mét, 110 mét, 115 mét. Đây là vị trí mà mặt bằng đã chỉ nên hội đồng. Thế thì cả tuyến đường không còn một cái mặt bằng nào tối ưu hơn.